Thưa quý vị, tiếp nối truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, chư tăng ni Phật tử cả nước đã tích cực tham gia các chương trình thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội. Ở các cấp cơ sở, tăng ni là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trở thành nhân tố tiêu biểu, luôn dốc lòng, dốc sức vì sự nghiệp chung. Nhân thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại vai trò của Phật giáo trong việc tham gia, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tính đến thời điểm này, trên cả nước có hai tỉnh thành là Bạc Liêu và Cần Thơ đã tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại thành phố Cần Thơ, có 4 chư tăng đức tham gia ủy ban nhiệm kỳ mới. Tại tỉnh Bạc Liêu có 7 vị. Các huyện thị cũng có sự tham gia đông đảo nhiệt tình của chư tăng ni. Đáng chú ý, nhiều chư tôn đức đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc như Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, là Phó Chủ tịch không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, là Phó Chủ tịch không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Với vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền đối với bà con nhân dân ở trên địa bàn quận, cũng như là thực hiện cái đề án 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là cũng thực hiện cái kết quả tuyên truyền vận động trong khối đại đoàn kết của đồng bào dân tộc tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài, và cũng tiếp tục mở rộng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc cơ sở từ năm 1992, Thượng tọa Lý Hùng cùng chư tôn đức tăng ni đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào thành tích chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều. Nổi bật như mặt trận các cấp trong quận đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 34 tỷ đồng và 2.655 ngày công lao động, mở rộng nâng cấp đường hẻm, lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh, chủ trì giám sát 237 cuộc với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ninh Kiều là Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận thì cũng không ngừng làm cái công tác hỗ trợ an sinh xã hội tốt nhất để chăm lo đời sống cho bà con nhân dân nghèo cũng như là đồng bào dân tộc thiểu số để có được cái chính sách hỗ trợ tốt nhất, đồng thời cũng kịp thời làm cái công tác vận động tuyên truyền trong đồng bào dân tộc hiểu được các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh chư tôn đức tăng ni đã nhiều năm là thành viên của Mặt trận Tổ quốc thì Đại hội Mặt trận Tổ quốc cơ sở năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều nhân tố mới, và Đại đức Thích Chí Minh là một trong số đó. Nhờ sự năng nổ, tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, Đại đức đã được tin tưởng và bầu cử trở thành một trong 63 thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Đước, tỉnh Long An khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời cũng là một trong 14 vị được cử tham gia Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An. Thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Đước, tôi luôn với tâm nguyện là luôn đồng hành cùng với Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc huyện phát động. Ví dụ như phong trào một cơ sở từ thiện gắn với một hộ khó khăn trên địa bàn của xã mình. Bên cạnh đó cũng có cái mô hình trồng cây xanh để ứng phó với biến đổi khí hậu. Ban trị sự cũng đã vận động xây dựng một cây cầu. Phật giáo Việt Nam trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc đã luôn dấn thân đi đầu, trách nhiệm trong các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc giao phó, cũng như tham gia đóng góp ý kiến quan trọng vào quyết sách của Mặt trận Tổ quốc cơ sở. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, nhân đạo, từ thiện, tăng cường khối đại đoàn kết. Vì vậy, với chư tôn đức tăng ni, việc tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đóng góp thời gian qua, mà còn là niềm tự hào, vinh dự trên con đường thực hiện sứ mệnh đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Với người đệ tử Phật ở ngôi chùa mình phụ trách cũng như là cương vị trưởng ban sự Phật giáo thành phố Từ Sơn, thì chúng tôi luôn tâm niệm là
đoàn kết chính là sức mạnh. Trong đó ở địa bàn cấp huyện thì các thầy trưởng ban trị sự các huyện đều là tham gia Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, và Phật giáo là một trong những nhiều thành tố để xây dựng nên khối đại đoàn kết toàn dân. Tất cả những người xuất gia đều là cảm thấy là được đứng trong cái thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một cái điều rất là vinh dự. Bên cạnh việc trực tiếp tham gia vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức rộng lớn thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân, Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng luôn tiên phong, tích cực đồng hành cùng các phong trào do Mặt trận phát động, phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên là một minh chứng rõ nét cho điều này. Bằng những cái tình thương, bằng những cái hành động cụ thể, bằng những cái phần quà hết sức là ý nghĩa chúng ta gửi gắm vào đó, thì bà con cũng cảm nhận được cái lòng từ bi, cái tình thương, cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của giáo hội, sự quan tâm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên của Tăng Ni đối với bà con đồng bào các dân tộc. Gia đình chị Quảng Thị Tân là một trong nhiều hoàn cảnh khó khăn của xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Năm 2023, chồng chị đột ngột mắc bệnh qua đời, bỏ lại ba mẹ con với sự tiếc thương vô hạn. Căn nhà nhỏ trống trước hở sau cô quạnh hơn khi vắng bóng người cha, người chồng. Mỗi khi mùa mưa về, ba mẹ con không ăn ngon, ngủ yên, nơm nớp lo sợ tai ương ập xuống. Thấu hiểu cho cuộc sống ba mẹ con chật vật trong căn chòi chật hẹp, tạm bợ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng cho gia đình một mái ấm an cư. Được sống trong mái nhà kiên cố, sạch đẹp, giúp ba mẹ con có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Và ý nghĩa hơn, đây cũng là ngôi nhà được xây dựng từ tình yêu thương, đùm bọc của những người con Phật và các nhà hảo tâm. Quý thầy đã xây cho ba mẹ con một căn nhà mới khang trang, hạnh phúc lắm, vui lắm. Cảm ơn thầy rất nhiều. Mưa gió cũng không cần phải lo nữa rồi. Có căn nhà mới này là yên tâm rồi. Gia đình chị Tân là một trong số 5.000 gia đình được hỗ trợ đề án xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chỉ trong 9 tháng, 5.000 ngôi nhà đã hoàn thành, vượt 3 tháng so với tiến độ đề ra. Có được kết quả này, một phần là nhờ sự chung tay của Phật giáo Điện Biên cũng như của Phật giáo nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thời gian qua, thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai các cái công tác an sinh xã hội. Nổi bật nhất là thời gian qua là ủng hộ cái đề án 09 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức triển khai 50 căn nhà để xóa nhà tạm, nhà chột nát cho người nghèo. Ở quá trình tổ chức triển khai thì Ban trị sự và các cái tăng ni Phật tử của giáo hội thì Phật giáo của tỉnh chúng ta đã luôn nỗ lực cố gắng hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để làm sao là các cái ngôi nhà khi được giúp đỡ đều được hoàn thành, đảm bảo cái chất lượng. Không còn ở trong những căn nhà lụp sụp xuống cấp, đến Điện Biên hôm nay sẽ bắt gặp khung cảnh bản làng ấm no, trù phú, những nếp nhà sàn khang trang bên những sườn đồi. Đặc biệt trong những ngày tháng lịch sử, những ngôi nhà ấm áp tinh thần đoàn kết đang góp phần tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa ý thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân, quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng. Nhà tôi thì dột mưa, với lại mối mọt nó ăn hết, rồi mưa về thì nó hắt vào trong nhà, ướt. Ước mơ rằng là chắc mình từ bây giờ đến già chắc sẽ không làm được một căn nhà, thế là có các sư thầy giúp đỡ là làm được nhà, bây giờ là quá mừng và thoải mái luôn. Đối với chính quyền xã thì cũng mong muốn các nhà hảo tâm, các hội Phật giáo thì giúp đỡ xá thì tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, các hộ gia đình khó khăn để xá đạt tiêu chí xóa nhà tạm trên địa bàn xá. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
vẫn đang tiếp tục tiến hành đại hội để mở ra một nhiệm kỳ mới 2024-2029 với nhiều kỳ vọng, mục tiêu, trách nhiệm cao cả trong việc thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và trên hành trình tự hào ấy, luôn có sự đồng hành góp sức của Chư Tôn Đức Tăng Ni, những người mang trong mình tâm niệm sống, tốt đời đẹp đạo và phương châm Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc.